tại sao không khởi nghiệp khi còn là sinh viên không có quá nhiều tiền kinh nghiệm cũng không mối quan hệ lại chẳng có thiết nghĩ sinh viên khởi nghiệp nhiều khó khăn vô cùng giá như được quay trở lại những ngày sinh viên tôi chỉ muốn chia sẻ với các bạn này anh em cứ làm đi rồi mọi chuyện sẽ ổn để tôi chứng minh điều đó với năm lý do tại sao sinh viên nên khởi nghiệp còn trẻ còn khỏe còn trẻ chúng ta có sức mạnh về cả thể chất đương nhiên rồi muốn làm gì thì yếu tố tiên quyết đầu tiên vẫn là sức khỏe đã đó là cái móng quan trọng nhất và đó chính là lợi thế tuyệt vời của những chàng sinh viên khởi nghiệp phần lớn người lớn tuổi được phỏng vấn về điều khiến họ nuối tiếc nhất trong đời đều trả lời rằng tôi tiếc cho những điều muốn làm nhưng chưa làm bởi vì có nhiều ước mơ đến khi chúng ta nghĩ mình sẵn sàng thì sức khỏe chẳng còn để tiếp tục chúng ta mải mê với mọi thứ xung quanh những áp lực và nỗi sợ để quên mất rằng ai rồi cũng già đi. Hãy khởi nghiệp ngay từ lúc sức khỏe đạt đỉnh và một trí óc minh mẫn. Những điều khác, đừng sợ, đọc tiếp đi. Trường học là nơi tìm kiếm câu founder dễ nhất bạn không thể tồn tại một mình. Và một kế hoạch kinh doanh thành công đến từ sự kết hợp của cả một đồng đội. Đương nhiên, bạn phải tìm thấy người có cùng ước mơ, khát vọng để bước cùng nhau trong thời gian đầy rẫy khó khăn tới đây. Và thật may mắn thay, trường học chính là nơi tìm kiếm câu founder dễ nhất. Tại sao không phải là ở công ty mà là ở trường học? Dường như trường học sẽ khiến chúng ta dễ dàng biết được năng lực thực sự của một ai đó, đồng thời ngày sinh viên luôn dễ kết bạn hơn khi đã đi làm. Cơm, áo, gạo, tiền với những lo toan khác. Khi đi làm thì chúng ta dễ gặp người giỏi cùng chí hướng đấy, nhưng biết đâu họ đã lập gia đình và có quá nhiều thứ ảnh hưởng không có quá nhiều thứ gây ảnh hưởng vâng như tôi đã đề cập ở trên ngày còn là sinh viên phần lớn chúng ta chưa nghĩ đến việc lập gia đình nên sẽ không có quá nhiều thứ phải bận tâm không phải lo lắng đến lúc ăn dặm của con hay kỳ sinh nở của vợ sinh viên vốn chỉ có một nhiệm vụ duy nhất đó là học nghe vậy thôi chứ hẳn không quá dễ dàng đâu nhỉ nhưng nếu nhìn cuộc đời như một thước phim thì tôi tin chắc đây là một trong những khoảng thời gian thoải mái và tự do nhất trong cuộc đời của một người đàn ông đấy ít kinh nghiệm sai lầm sẽ cho bạn kinh nghiệm quý giá nhất đây cũng là một trong những nỗi sợ lớn nhất của sinh viên khởi nghiệp sợ không đủ kinh nghiệm để vận hành một bộ máy sợ những sai lầm không đáng có với một trí óc non nớt chưa từng bước vào tương trường tại sao bạn không nghĩ đây là một cơ hội tuyệt vời để được phép sai lầm nhỉ Thất bại ư? Chẳng sao. Chúng ta không có nhiều thứ để mất những ngày sinh viên, chúng ta chưa có quá nhiều để sợ mất. Đó là thế mạnh tuyệt vời mà bạn không hề nhận ra. Điều này giúp làm tăng tinh thần, dám nghĩ dám làm trong mỗi người. Bởi vì những thứ để đánh đổi cho cả một sự nghiệp tương lai là quá nhỏ. Chúng ta phải đánh đổi những ngày tháng rong chơi và thoải mái tiêu pha tiền bạc của bố mẹ để khởi nghiệp chúng ta phải đánh đổi thời gian bên cạnh người con gái mình yêu hay tỉ tê suốt ngày cùng hội bạn để dành thời gian cho khởi nghiệp đúng vậy chúng ta phải đánh đổi nhưng đó là những thứ rẻ hơn rất nhiều so với gánh nặng và trách nhiệm khi ta lớn lên sinh viên đừng sợ hãy khởi nghiệp